bạn nhớ hả? Quay hình tôi phải trả tiền á. Mặt này đẹp trai lắm đó. Đó, thấy chưa? Tự xưng mình luôn, lấy bản hả? Đẹp mà thấy trai á. Ủa, không lẽ nó mang theo? Ủa, không đợi ai hả? Cảm ơn hai vị Bồ Tát rất nhiều ạ. Hai vị Đà Phật. Thank you.
cái này mình làm gương tốt cho con cháu của mình sau này học tập theo á. Nhiều năm, à 7 năm. Nguyên nhân gì mà mình phát tâm làm được như vậy à? Là gì đâu? Nhã liệt thôi. Dạ. Rất tâm hồn ơi. Dạ. Đây, đây là tấm gương tốt mà mọi người ai cũng học tập giống như đạo tràng của cô. Tốt vậy ai cũng phải làm. Dạ. Người còn làm ai cũng mừng. Dạ. Mỗi người là một tấm gương tốt cho xã hội học tập. Bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Rồi, à, gì đó. Rồi, về hiếu thảo với ông bà cha mẹ nha con. Đi học như là thầy cô giáo dạy nha. Ăn gì đó Phật. Đừng có đi với người lạ nha. Con có thương ba mẹ con không? Dạ có. Dạ có. À gì đâu, nhưng đừng đòi mua đồ chơi nha, để dành giúp cho, để dành mà đi học nha, để dành tiền nhiều chị em còn khó khăn lắm á. Ờ lễ phép quá, ngoan quá. Đừng có đi với người lạ nha con. Gì đâu, con cảm ơn nhiều, gì đâu.